Hàng năm cứ đến tháng 11 là mình lại dục dịch làm cái tour về thăm trường cũ. Anh em biết tại sao không? Vì tháng này là có ngày 20 tháng 11, là ngày Nhà giáo Việt Nam, là ngày để nhớ về trường lớp, nhớ về thầy cô, nhớ về bản thân mình cũng từng là sinh viên. Ok, hôm nay thì mời các anh em cùng theo chân Navu thăm lại mái trường xưa nhé. Mình sẽ ôi sợ ok, mình sẽ tiến sâu vào trường nhá. Mời các anh em cùng tham quan trường của Nauvoo. Ngày xưa là mình hay uống trà đá ở chỗ này này. Đấy, chỗ này là giảng đường G3 đúng không? Lâu không đi quên mất. G3. Xưa anh em sinh viên là hay trà chanh chỗ này. Sinh viên giờ xinh thế nhỉ, đeo khẩu trang vẫn thấy xinh. Ok, mình sẽ dừng vào tận đây nhá. Tại thì mình đang ở tòa nhà E3. Đây có thể coi là trụ sở chính của Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội. Vừa rồi thì trường mình vừa tổ chức gọi là kỷ niệm 20 năm thành lập trường, nhưng mà đồng thời cái năm nay cũng là kỷ niệm 10 năm mình ra trường, 10 năm mình tốt nghiệp. Thế nên là cái đợt 20 tháng 11 lần này nó cũng có khá là ý nghĩa với bản thân mình. Mình tốt nghiệp khóa K55 chuyên ngành công nghệ thông tin anh em nhé. Thực ra là mình ra trường cũng khá lâu rồi, tốt nghiệp 10 năm rồi. Thế nên là mình cũng không rõ là hiện tại trường đang có những cái chuyên ngành gì, nhưng mà mình nghĩ là những cái ngành cơ bản cốt lõi như là công nghệ phần mềm, hệ thống thông tin hay là quản trị mạng, lắm là có thêm AI nữa. Thời đại này thì AI đang phát triển nên là có thể là sẽ có thêm cái chuyên ngành AI. Thì anh em nào mà đang học ở Đại học Công nghệ hoặc là đang làm việc tại đây thì có thể giúp mình để lại comment xác nhận nhé, xem có những cái chuyên ngành gì để có thể tư vấn cho các bạn khác. Không có gì thay đổi nhiều. Nhiều cái cơ sở vật chất thì cũng đã được cải thiện hơn. Đấy. Ok, chắc là mình sẽ đi thăm một số giảng đường khác nữa. Vâng, cháu chào chú nhá. Vâng vâng. Cháu đi thăm mấy giảng đường kia nữa. Vâng. Vâng vâng. Đấy. Chỗ này mình đang đi xuyên qua Đại học Kinh tế. Đẹp, chỗ này đẹp thật. Đây, chỗ này đẹp này. Để mình quay xe một chút, bởi vì trường mới có một cái tảng đá đẹp quá. Dừng lại đây check in cả. Đằng sau mình có hai bạn trẻ ngồi tâm sự lâu quá anh em. Hay qua phỏng vấn tí nhỉ, biết đâu là cựu sinh viên Đại học Công nghệ. Đây, qua hỏi thăm chút xem giờ trường lớp như nào. Chào em nhá. Anh hỏi thăm chút, em có phải là sinh viên trường Đại học Công nghệ không? Thế ngồi, em ngồi đây. Em là sinh viên công nghệ. À, sinh viên công nghệ. Bạn này chắc cũng bạn gái đúng không? Vâng, bạn gái. Nhưng mà có phải khoa công nghệ không? Không ạ, bạn này học Đại học Kinh tế. Quá hay, đấy, sinh viên IT là phải tán được anh chị em ở trường khác. Đấy. Cho anh hỏi chút là bây giờ trường mình có những cái khoa gì nhỉ? Trường mình hiện tại đang có khoa công nghệ thông tin, khoa điện tử viễn thông, viện trí tuệ nhân tạo, viện công nghệ hàng không vũ trụ, khoa vật lý kỹ thuật, khoa công nghệ kỹ thuật và tự động hóa. Em phải làm bên ban tuyển sinh không? Đọc
như sách ấy. Tức là có cả khoa hàng không vũ trụ cả, là nghiên cứu về tên lửa máy bay các thứ à. Cũng kinh khủng đấy, anh em thấy UET nó nâng tầm thế giới chưa? Ok, anh cảm ơn em nhé. Trạm trổ khá là cầu kỳ đấy. Ngày xưa là trường mình không có cái tảng đá này đâu. Mới được xây dựng gần đây thôi, theo mình biết là như vậy. Để phục vụ cho cái sự kiện kỷ niệm 20 năm thành lập trường. Đấy, nó có thêm cái lát gạch ở đây này. Khu này là giảng đường E3. Mình thấy là nó vẫn như vậy. Nếu mà thoạt đi qua đây thì nhiều anh em sẽ nhầm tưởng đây là cái khu nhà bếp, khu nhà ăn. Thực ra thì khu này gọi là giảng đường 2 của Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Cái biển nó đặt tít ở trên cao này này. Đấy, biển đặt tít trên này. Đó. Hồi xưa thì hồi năm nhất mình mới vào trường, mình cũng không tìm được cái phòng học ở đâu. Cái phòng học ở đó thì thực ra nó đặt tít ở cái góc này này. Đây này. Góc tít trong kia, đi lên cái khu tầng 2 kia là cái khu giảng đường. Sau 10 năm thì cái khu giảng đường 2 này mình thấy nó vẫn thế, không có thay đổi gì nhiều. Có thêm cái quán ăn vặt ở đây, có thêm cái gốc cây to ở đây thôi. Rồi thì phần gạch ở đây hình như là cũng được lát mới thì vào. Còn đâu thì cơ bản thì bố trí khu vực nó vẫn như vậy. Ok, chắc là mình sẽ di chuyển. Thì đấy là giảng đường cuối cùng mà mình muốn giới thiệu với anh em ngày hôm nay. Đấy, chắc là bây giờ mình sẽ đi mấy vòng quanh trường nữa xem còn gì hay không, mình thay đổi không. Đấy, chứ còn về cơ bản thì mình học ở mấy chỗ đấy thôi. Khu này khu trường chuyên ngữ này. Đây là cái khu thể thao. Đấy. Ngày xưa là mình học mấy cái môn thể dục ở chỗ này này. Đấy, chỗ này này. Đấy. Nói chung là cùng trong cái tổ hợp của Đại học Quốc gia Hà Nội thì sẽ có một số những cái khu mà nó sẽ dùng chung giữa các trường với nhau. Ở đây là cái mô hình trường đại học trong trường. Đấy. Đại học Quốc gia nó chỉ là một cái tên của một khu tổ hợp thôi. Và người đứng đầu của Đại học Quốc gia chức vị là giám đốc, đấy, lại chứ không phải hiệu trưởng. Tuy nhiên nếu mà khi mà nói mình học trường gì, mình nói là Đại học Quốc gia Hà Nội thì sẽ dễ hình dung hơn. Đấy, chứ còn nói là Đại học Công nghệ thì nhiều anh em khi lại không biết, sẽ nhầm với Đại học Công nghiệp. Đấy.
Ok, chắc là cái tour về thăm trường của mình xin phép được dừng lại tại đây thôi. Năm nào mình cũng về và cảm xúc năm nào nó cũng như thế này. Một lần nữa, cảm ơn trường lớp, cảm ơn thầy cô đã tạo nên con người của mình như ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại Đại học Quốc gia, hẹn gặp lại Đại học Công nghệ trong năm sau nhé. Mình là Navu, một người kể chuyện về xe và cuộc sống.